Và ngày hôm nay thì uh, tất cả các chị em ngồi đây đều cảm thấy rất là uh, hạnh phúc và bồi hồi Bởi vì, vì đây là lần đầu tiên sau khi Lunas chính thức debut Các chị em được có một talk show như thế này Thì Sang nghĩ rằng là uh, hôm nay sẽ là một buổi talk show rất là đặc biệt đối với tất cả các chị em chứ trước không có hai chị thì ba chị em rất thoải mái để mà nói sớm Hai chị còn bữa nay thì là không ghé <laughs> Có đầy <đề> đủ rồi <laughs> Nói đùa với mọi người thôi chứ thật ra là Uh, Quỳnh cũng như các chị là khi mà được đồng hành cùng với nhau và đặc biệt là hôm nay là một cái buổi talk uh, show đầu tiên uh, năm chị em có mặt đầy đủ cho nên Quỳnh cảm thấy là một cái cảm giác gì đó nó rất là Ý nghĩa Dạ đúng rồi, ừ. <laughs> ý nghĩa đó chị Cảm xúc của The Love anh thì thực ra là ở đây một cái không gian nó cũng rất là ấm cúng và ngồi bên cạnh bốn thành viên trong Lunas thì Lâm Anh cũng cảm thấy là rất là ấm áp khi mà có mọi người ở đây với một không khí hôm nay thì nó đúng là nó nghiêm túc hơn bình thường chị em mình đi tập này xong rồi đi ăn này thì có thể là nhiều câu chuyện nó được thoải mái hơn. Hả? ở đây thì cũng có thể vẫn là phơi bày, <laughs> à, nhưng mà ở trong một cái uh, tính chất là nó nghiêm chỉnh hơn một tí và mình sẽ chia sẻ sâu với nhau hơn một tí về những cái cảm xúc khi mà năm chị em được ở bên cạnh nhau. Tự nhiên vô đây cái rồi ai cũng bị nẹp lại hết trơn hết, nhưng mà Ngọc vẫn hy vọng rằng uh, trong một cái buổi gặp gỡ đặc biệt như thế này thì sẽ có một câu chuyện thật là thú vị gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Ôi, qua quán chị Huyền nè <laughs> Chị có gần đây nhé không? Thực sự thì uh các chị em là sẽ không bao giờ vắng mặt trong những cái buổi quan trọng của nhau thế nên là đó chính là một cái điều mà huyền cảm thấy rất là ý nghĩa và rất là cảm ơn tất cả các chị em luôn luôn bên cạnh nhau những lúc cần thiết à, <laughs> thật ra thì vào những cái lúc mà gặp nhau như thế này nó giúp cho cái cuộc sống của từng chị em một có thêm nhiều niềm vui nè cân bằng hơn là bởi vì mọi người cũng biết là những cái nghề nghiệp của từng chị em ở trong này thì cuộc sống nó cũng có rất là nhiều sự bận rộn nên thành ra chỉ có những buổi tụ tập như vậy thì mình mình có thể được xỏa buông xỏa hết mình à, được chơi nè được nói nè được uh, giải trí nhất có thể luôn nên đối với Ngọc đó, đó là những cái buổi mà cảm thấy là vui nhất. À, đối với Trang thì uh mười năm vừa rồi cũng là 10 năm rất là nhiều sự thay đổi ờ, trong năm năm đầu tiên thì là cái bước ngoặt của trang khi mà ừ. uh, từ một cô sinh viên học kinh tế mà chuyển ngang sang làm ca sĩ ừ. là một cái điều không tưởng đối với Bản thân Trang khi nhìn lại mình cũng cảm thấy đấy là một quyết định rất là táo bạo. À, rồi sau 5 năm làm nghệ thuật thì mình lại quyết định là thôi mình sẽ lui vào hậu trường nhiều hơn. À, thì 5 năm vừa qua trước khi chương trình Chị đẹp diễn ra thì thực sự là Trang đã vẫn sống với âm nhạc nhưng mà lại ở một cái khía cạnh khác, trang đã lưu về hậu trường và làm nhạc sĩ nhiều hơn, sáng tác cho mọi người nhiều hơn, uh, tránh xa ánh đèn sân khấu nhiều hơn. thì uh, đấy là lúc mà trang nghĩ rằng mình cũng đang tìm một cái uh, sự cân bằng giữa trang và gia đình, những cái mong muốn của bố mẹ. Uh, nhưng mà sau đấy, sau khi cái khoảng thời gian đó qua đi rồi và nhất là sau cái khoảng thời gian uh, Ờ, dịch Covid trải qua thì Trang cảm thấy rằng là có lẽ đây là lúc phù hợp để mà mình lại quay trở lại với cái ước mơ uh, lúc trẻ của mình vẫn là được sống với âm nhạc, được đứng trên sân khấu được hát cho mọi người nghe thì Trang nghĩ uh, cũng giống như là Diệp thì cái uh, năm 2023 vừa rồi cũng là một năm đầy biến động đối với Trang và Trang nghĩ rằng là mình đã có một cái sự thay đổi rất là lớn trong suy nghĩ của mình và nó đem đến những cái lối đi mới, những cái sự hạnh phúc mới, những cái niềm vui mới cho Trang ở thời điểm hiện tại. Thật ra thì để mà nói về cái hành trình 10 năm qua thì em cũng có nhìn lại về bản thân mình. Tiếng thật là khoảng thời gian những cái năm vừa qua là quỳnh không có ra mắt những cái sản phẩm âm nhạc các mv nhiều nhưng mà quỳnh vẫn rất là âm thầm làm việc và học hỏi thì chính bản thân quỳnh cũng thấy là trong cuộc sống của mình cũng có có thăng có trầm và cũng có rất là nhiều điều mà mình nên phải học hỏi từ mọi người khác xung quanh và hành trình mà chị đẹp đặt gió đại sống cũng đã mang đến cho quỳnh những người chị những người bạn rất là rất là tốt với quỳnh và quỳnh đã hỏi từ mọi người rất là nhiều cho nên là quỳnh nhìn lại khoảng 10 năm vừa qua thì quỳnh cảm thấy là mình à, cảm thấy mình cũng càng ngày dần càng trưởng thành hơn và cũng biết cách cân bằng cuộc sống cũng như là công việc của mình được tốt hơn hành trình 10 năm thì đối với giờ lâm anh thì mình xác định được rõ nét cái mục tiêu của mình trong cuộc sống ấy đến cái độ tuổi ấy, tại vì phụ nữ ai cũng có một cái độ tuổi thôi và đến cái độ tuổi đó thì mình cũng đã tìm thấy một cái người mà để mình muốn rằng là mình sẽ xác định lâu dài cho nên là mình cũng muốn tập trung vào trong việc gia đình và khi đấy thì mình cũng bắt tay vào với công việc kinh doanh và đương nhiên khi mà mình đã lựa chọn như thế thì mình sẽ phải tạm gác lại những cái ước mơ của mình đối với nghệ thuật vì rõ ràng như là mỗi người cũng chỉ có một cái quãng thời gian cái quỹ thời gian giống như nhau thôi thì mình không thể nào mà mình muốn tất cả mọi thứ được nên mình bắt buộc phải lựa chọn thì trong 10 năm vừa qua thì giờ lâm anh cũng đã dành thời gian giống như huyền là mình dành thời gian để vun vén cho gia đình để theo đuổi những cái ước mơ của mình về gia đình về tổ ấm của mình đến thời điểm hiện tại thì giờ lâm anh nghĩ rằng là mình đều đã có những cái trải nghiệm của riêng bản thân mình và ngày hôm nay chỉ cần mình nhìn vào cái chặng đường mình đã trải qua và mình nhìn thấy cái mục tiêu của mình trước mắt mình nhìn vào cái kết quả mà mình đã đạt được rồi là mình cảm thấy rằng 15 năm qua đã cho giới là mình rất nhiều thứ và đến thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy rất là thoải mái hạnh phúc vui vẻ tràn đầy năng lượng để có thể làm được thích. rất nhiều việc nữa Thực ra mọi người nghĩ là tốn thời gian nhưng mà uh, khi mà tham gia cái chương trình này Ngọc thấy là tất cả các chị đẹp ở đây ai cũng đều cảm thấy là cái quỹ thời gian đó nó không hề đủ luôn. Có nghĩa là mỗi một công như mọi người thấy là mình cũng chỉ có vọn vẹn một tuần cho đến 5 ngày thôi để mà tập luyện. Thì cái việc mà mình bỏ ra khoảng thời gian trong một tháng đó chỉ có 5 ngày hoặc là 7 ngày nó rất là ít. Ai cũng muốn là nhiều hơn nhiều hơn nhưng mà có lẽ là cái câu hỏi này nên đặt là Lý do gì mà mình bước đến với chương trình này thì đúng hơn Tại vì mỗi một người đều có một cái sự nghiệp riêng hết rồi Thì tại sao mình lại gom vô cùng 30 chị đẹp để có thể tham gia một cái chương trình nó Nó có nhiều người phụ nữ như thế thì có nhiều câu chuyện ở bên trong đó hay không Đúng không? Đó thì Ngọc lại thấy là sau cái chương trình này Riêng bản thân Ngọc đi nha thì Ngọc lại được rất là nhiều năng lượng khác và đặc biệt hơn là được thỏa cái ước mơ mà từ trước đến giờ mình chưa bao giờ dám thực hiện đó là ca hát dạ <laughs> và một cái sân một sân khấu rất lớn và các chị ở đây là rất là chuyên nghiệp về thứ nhất là ca hát này rồi nhảy múa nè, mình là một diễn viên thôi mình bước vào thì các chị đón nhận mình thì đó là một cái sự gọi là yêu thương rất là nhiều học <laughs> ừ. ra cái Chờ người câu mà nhất. làm cho Chờ. ngọc hư nhiều nhất đây không. trời ơi, em sao để cho nhìn, anh nhìn được cái tiềm năng thôi nhưng mà người ở công nhận không nhìn khi mà Ngọc đứng trên sân khấu nhìn những cái tiết mục ở trong chị đẹp làm gió dãy sóng thì mọi người sẽ thấy là cái năng lượng của Ngọc dù Ngọc là diễn viên cái công việc chính của Ngọc là diễn viên nhưng Ngọc rất có cái năng lượng của một nghệ sĩ biểu diễn mà cái đấy thì không phải ai cũng có và việc hát thì Ngọc tiến bộ rất là nhiều trong khoảng thời gian rất ngắn mọi người Lan Ngọc và là... sắp tới mọi người sẽ được nghe Ngọc hát những cái high note những cái nốt cao những cái rất khó hát và tiếng anh luôn mọi người Lan Ngọc là cái gì cũng làm được nhưng mà làm chưa có tới luôn tới rồi <laughs> tới 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 đó thì như mọi người thấy là cái nguồn năng lượng của các chị em ở đây đều vẫn giữ cái nhiệt như vậy từ lúc mà mình tham gia chương trình chị đẹp cho đến khi bước ra ngoài thực sự thì huyền là một cái người luôn luôn cầu tiến và luôn luôn mong muốn cuộc sống mình sẽ có nhiều những cái thay đổi cũng như là mình muốn thử sức ở một lĩnh vực một lĩnh vực mới hoặc là một môi trường mới thì uh, lời mời chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm 2023 thì cũng đến đúng cái thời điểm khi mà chị mong muốn bản thân mình sẽ trải nghiệm thêm một uh, vai trò mới và một lĩnh vực mới thì uh, đó cũng là một cái lý do mà mà Huyền đến với chị đẹp đạp gió rẽ sóng và khi mà gặp tất cả các chị em rồi thì mình thấy là uh, các chị em với nhau cũng đều cùng một cái năng lượng và rất là uh, cùng đồng lòng để mà uh, đem đến những cái tiết mục rất là tuyệt vời đến với khán giả. Trước khi tham dự Chỉ đẹp đạp gió dạy sóng thì Huyền cũng suy nghĩ rất là nhiều tại vì cái khoảng thời gian 10 năm mà mình không trở lại sân khấu thì sẽ có một cái điều gì đấy mà kiểu mình cũng hơi lo lắng tại vì mình cũng không biết là mình có làm tốt hay không, hay lúc mà mình lên sân khấu thì mình sẽ biểu diễn như thế nào, sẽ ra sao, thế nhưng mà cũng trộm vía là không biết tại sao mà mỗi lần lên sân khấu thì Huyền nghĩ là mình như kiểu wow, làm, làm một người khác. khác và Thấy cũng rất nhiều người nhận xét như vậy Có nghĩa là lúc ở dưới sân khấu thì Huyền có thể là rất là run và rất là sợ và lo lắng Có thể là rất nhiều những cái um, uh, triệu chứng <laughs> Ê, chị, <laughs> chị kể chứng. lại không? Chị kể, chị kể lại nhé <laughs> Đau bụng này, ù uh, tai này, mất cảm giác <laughs> tay này, chóng mắt này uh, Xong hôm dạ mà vừa dạ <laughs> rồi, rồi là cũng bị đau đầu Rồi uh, chỉ là tôi tôi đau nhiều đầu mọi cái... người ạ à? chỉ luôn đau đầu <laughs> mắc khói rồi gọi là hạ kia <laughs> nhưng mà đến khi mà lên thì là một hệ tư tưởng thì phải cái này trùng vía không ạ <laughs> thì sau khi mà, mà mà Huyền được tham gia với tất cả mọi người thì Huyền cảm thấy là cái uh, quyết định của mình cũng rất là đúng đắn yeah các chị em là luôn luôn tự cổ vũ cho nhau. <laughs> Hỏi sự tự tin ở đâu thì đây ở chính đó. là những chị em còn lại đây. Hỏi đẹp chưa thì lúc nào là đẹp lắm. Hát hay chưa là hay Đúng lắm. Đó, vậy đó. <laughs> Quỳnh nghĩ là với các chị, á, kỷ niệm với các chị thì chắc là sẽ không không chỉ gói gọn trong cái những cái buổi tập mà là còn ở ngoài đời sống nữa. Ví dụ như chị Trang Pháp là trước khi cuộc thi diễn ra là Quỳnh cũng đã từng đi ăn với chị Trang rồi và chị Diệp cũng vậy như cũng là một người chị rất là quan tâm đến quỳnh bởi vì là có những cái hôm mà tập xong thì chị dịp còn phải là lo cho con nè rồi còn công việc nữa nhưng mà chị dịp vẫn nán thời gian lại để mà đi ăn cùng với em để mà chia sẻ động viên em lúc mà hôm tập quy cho chị nhớ không được gọi cho nên là em cảm ơn các chị rất nhiều chị huyền cũng vậy nữa trong chị đẹp á nếu mà mọi người có để ý một cái cái khoảnh khắc mà chị ngọc vừa cứu quỳnh vô á là có chị Huyền mà chị Huyền chưa bao giờ chung nhóm với Quỳnh, mà chị Huyền lại lại ôm mình nên là cảm ơn cảm ơn chị cảm ơn. Bản thân Trang thì nghĩ rằng là uh, từ những cái giây phút đầu tiên các chị em quyết định là à mình sẽ thành lập một nhóm nhạc thì cái việc mà có một cái hào quang thứ hai á, nó không phải là cái thứ xuất hiện trong đầu mà cái lý do nguyên bản nhất tức là uh, căn bản nhất khi mà các chị em đến với nhau là bởi vì sau chương trình các chị em vẫn muốn được tiếp tục có những cái kỷ niệm và những cái sản phẩm chung với nhau chứ không phải chỉ là câu chuyện là a à, chúng ta chỉ vào tham gia một chương trình xong với nhau là hết thì đấy là cái lý do đầu tiên mà các chị em uh, quyết định là mình sẽ thành lập ra một nhóm nhạc ừ. nhưng mà một nhà. cái sự bất ngờ lớn đó nó là ừ. sự chào đón ừ. và đón nhận của tất cả mọi người và khán giả đây là một cái điều rất là trộm ví ừ. luôn mà Cả năm chị em luôn á là vào cái thời điểm mà sau khi mà thành lập nhóm còn nói là mình phải gấp rút lên là bởi vì mình còn đang hưởng được những cái điều mà chị đẹp chương trình chị đẹp đạp gió rẽ sóng đem đến. Nhưng mà xong rồi ai cũng cứ lo việc nấy rồi lại đến Tết rồi lại <cười> <cười> Bước qua Tết rồi lại chạy xô cái xong rồi cũng quên mất đi nhưng đến khi mà Ngọc nghĩ là một cái điều đúng nhất đó chính là chỉ cần đúng thời điểm thôi ừ. thì mình làm những cái điều đó là điều chính xác. Ừ. Thật ra là lúc đầu là không có suy nghĩ nhiều đâu mọi người Bởi vì như mọi người cũng biết là Hạ Ngọc cũng có một cái lịch trình riêng của mình Rồi các chị cũng vậy Nên thành ra là lúc mà làm là chỉ vì là ham vui Thật ra là cái đầu <laughs> tiên là ham vui <laughs> Chứ đến bây giờ Thật ra là đến bây giờ khi mà ngồi đây rồi á Là vẫn còn đang rất là nhiều nỗi lo cho cái MV đầu tiên Thực ra là mọi người sẽ tưởng tượng cái việc thành lập nhóm nhạc thì các bạn fan thì trong đầu các bạn sẽ sẽ hình một cái dung hoặc. hình dung là sẽ giống như là các nhóm nhạc của nước ngoài là sẽ bài bản như thế này như thế nọ như kia nhưng mà bản chất là năm chị em mình lại rất là khác ở cái thời điểm mà mình thành lập mà mình không có một cái kế hoạch chỉnh chu theo kiểu là đã có 5 năm training cùng với nhau sau đó lên một cái kế hoạch là ngày hôm nay để bút bao nhiêu chúng tôi có mấy tháng để tập nhảy một cái bài hát với ừ, nhau mình không có được cái 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 luxury đấy mà tất cả các chị em đều trong tình trạng là mình chỉ có vài ngày để tập thôi mình chỉ có 5 ngày để sáng tác một bài hát thôi, mình chỉ có một tuần để để cùng với các bạn hòa âm phối khí cái bài đấy mà mà các bạn mà trang làm việc thì có những bạn ở nước ngoài, thế cái thời gian lại lại bị khác nhau, thế là cứ phải đêm bên này thì lại ngày bên kia, thế là tất cả mọi thứ đều rất gấp rút, à, tập nhảy thì cũng chỉ có thời gian đến một ngày thôi, chứ nó không không phải là một cái nhóm nhạc theo một cái quy chuẩn nước ngoài mà mọi người hay thấy. Tuy nhiên thì tất cả các chị em đều cố gắng hết mình để vượt qua những cái điều đó bởi vì các chị em không phải là những uh, uh, các bạn trainee và có cái khoảng thời gian 100% dành cho nhóm nhạc mà tất cả các chị em ngồi đây ai cũng đều có một cái sự nghiệp riêng và để phải gác cái công việc riêng của mình, cái sự nghiệp, cái dù là kinh doanh hay là nghệ thuật của từng chị em để đảm bảo được cái thời gian tập cho nhóm nhạc là một cái sự cố gắng rất 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 lớn của từng chị em và từng ekip của các chị em để sắp xếp và cái ekip của um, uh, One để dạ, có thể sắp xếp được các chị em có được cái khoảng thời gian nhất định để tập với nhau. Uh, tuy nhiên thì trang vẫn thấy cho tới tận bây giờ dù là có hàng nghìn người nỗi lo trồng chất và cái khoảng thời gian nó càng ngày nó càng ngắn lại nhưng mà chưa bao giờ thấy bất kỳ chị em hay là một bạn ở trong ekip nhụt trí cả chưa bao giờ thấy một cái sự lùi à, bước có. đó Đã, chưa có. thấy <laughs> cũng thấy chị sẽ là những đó. lúc mập dối <laughs> cũng có mọi người ạ à. à, à, ngày hôm, hôm, hôm ừ. nay là dạ có chia sẻ à, thật sự là tại vì á à, à, tính cách của ngọc á thì hơi khác với mọi người một tí là tại vì ngọc là diễn viên nên thành ra là mọi việc mình nghĩ là à làm là tới đâu là mình phải tính rõ ràng kỹ càng tới đó nhưng mà rồi xong vậy thấy là mọi người lên kế hoạch xong rồi lại chưa thấy thực hiện gì hết cái xong rồi hỏi ra mới biết là thật sự là cho đến bây giờ để tìm được một cái bài hát để tìm một cái ekip để mà góp lại với nhau gom lại với nhau tại từ trước đến giờ chưa có bao giờ sản xuất một cái chiếc mv nào hết mà theo kiểu chuyên nghiệp em làm đúng một ngày <laughs> kêu kêu ekip mấy anh chị em quen với nhau để gom lại một cái là quay được một cái mv rồi nên đâu có nghĩ là nó nó quá nhiều thứ à. nhiều bước như vậy đâu nên có đôi lúc em cũng có hờn dỗi nhẹ nhưng mà em biết là bởi vì khi em hờn dỗi như vậy thì các chị sẽ để ý tới mình à, thật ra là cũng là một thuyết âm mưu vậy <laughs> để cho các chị quan tâm à, nhưng mà đó là vui là đến ngày hôm nay ngọc cũng như là tất cả các chị em trong lunas cũng muốn thông báo với mọi người là chúng tôi đang trên đường chuẩn bị và sắp hoàn thành chiếc MV này rồi. Yeah. yeah. Okay, okay. chỉ sao là Soh chị Lê em là, là từ sau từ nãy đến giờ kể bao nhiêu là tiêu <laughs> là nó vô nghĩa đúng rồi. Quá dễ rồi. <laughs> cái gì cũng biết nấu ăn cũng biết quét nhà cũng biết Đã lo đồ đạc cho chị em chở chị em đi ăn bao chị em ăn luôn tất cả mọi thứ nhưng mà nhưng mà tôi <laughs> được bà Diệp bao chưa nhỉ? Được chưa ừ, Tôi ta là được rồi, đó. rồi đó. được, nhiều được lần, rồi. Nhiều đi Hay là ừ. chưa đi ăn ừ. cùng Mấy, mấy lần trước mọi người tưng bừng bà toàn không? nhổ neo thôi. À, không? Tại vì qua quán bé. À ừ đúng rồi. Mình về rồi. về mấy hôm, à, hôm đấy anh về về. Đúng rồi đúng rồi. Thế lại tại à, mình... một lần qua quán chị nhiều hơn. À ừ. qua bao rồi. Không có thể là mình đẻ nhiều <laughs> mình đẻ cũng mình, mình hay, hay nghĩ hay rồi không, à? tổng... không à mình hay không nghĩ, nghĩ. các triệu chứng lắm thì hay tự nghĩ lắm hai đứa đây cũng hai đứa nên chắc cũng bà phải ăn tôi <laughs> tự suy nghĩ tự <laughs> đúng rồi bà phải tưởng tượng cái cảnh mà cái cái cái, cái, cái trước cái hôm mà te te hoa nở không màu nửa không màu lắm. là bà phải tưởng tượng cái tay bà Huyền bà như thế này bắp lại luôn á chị hôm đấy bà ngủ trong như này thực ra chỉ bị mấy cái triệu chứng đấy khi mà trước lên trước khi lên sân khấu thôi còn bình thường em cũng rất là khỏe đúng rồi chị tập tiếp có thứ cũng uh, à. ok la đấy là ba buổi là đủ ba buổi không, <laughs> không bao giờ thiếu phải nhưng lên. mà cứ đến mỗi khi mà đi diễn trời <laughs> ơi <laughs> <laughs> không mà thiệt <cười> mà <cười> diễn <cười> là đúng <laughs> hả đang <laughs> diễn ở trên sân khấu quay qua tự nhiên quay qua cái thấy chị Huyền <laughs> <laughs> mà sao mỗi lần mà ra diễn một cái là Ủa, đâu rồi đâu mới bệnh trạng này nhá bà càng như thế trước lúc diễn thì lên sân khấu bà càng chạy okay. đúng không nhận Không nhận đâu một hai ba chắc là bao không? không luôn á Ờ thật sự là không có ai cả <laughs> không tôi mà mình đi tập thôi không, hay đi tập mình mà. Mà do là đi ừ, đi qua này Huyền là chăm gym nhất luôn á chăm gym à đúng rồi. chạy bộ, chạy bộ không phải chạy tạ không chạy được nhưng mà chị ừ tạ ta... ơ ta... thế tập nhảy có được tính là, 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 là tập thể dục, dục không nhỉ? đúng rồi phải... đúng mà đúng không vậy thì Để... mình tự chỉ mình đi đó là cũng đều đặn đó xin nào mời dạ thật ra mình nói tại vì đôi khi á, tự nhiên mình thích ăn rất là muốn ăn rồi xong rồi chưa có bước vào cái độ tuổi còn trẻ mà Mình ừ. cần gì mình phải mình mới theo thiên suốt như vậy thực ra chị nghĩ rằng là Chị nghĩ rằng là mình cứ nói vậy thôi Nhưng mà với cái chế độ tập của chị em mình á Thì mình ăn như thế là vừa Quan trọng là mình vẫn phải cân bằng được giữa cái việc ăn uống và việc tập luyện á Thì chị cũng không ủng hộ cái việc là mọi người cứ phải là không ăn gì để giảm cân đâu tại vì cái đấy cũng rất là hại cho sức khỏe và hại cho da của mình về sau cho nên là nếu mọi người muốn uh, giữ một cái vóc dáng tốt thì mình cứ cân bằng giữa việc ăn và tập luyện thôi cứ ăn những cái thứ mình mong muốn đó là những lúc mà mình có uh, thay vì là mình uống nước ngọt này thì mình có thể uống những sản phẩm mà, mà tốt cho sức khỏe như là sữa đậu nành uh, hay là mình uh, ăn nhiều rau ăn nhiều trái cây cùng với cả việc lâu lâu mình ăn đồ chiên xào cũng được nhưng mà ăn kèm với rau thì nó cũng sẽ là một cái sự cân bằng tốt Nói chung là mình cứ ăn uống và sống khỏe Đôi khi vẫn biết bổ sung thêm những cái dưỡng chất tốt một chút xíu cho cơ thể của mình Thì mọi thứ nó sẽ cân bằng lại Ai cũng nhiệt tình luôn. Ai cũng ai cũng nhiệt tình luôn. Cái câu này là ai cũng nhiệt tình hết Và máu lửa hết Mỗi người một kiểu ấy Đúng Tại vì không nhiệt, không không máu lửa thì chắc chắn là lên sân khấu sẽ không thể nào đốt cháy như vậy được Tức là mọi người nhìn trên truyền hình chắc nó chỉ đã trên truyền hình chỉ phản ánh được một phần một trăm những cái điều thực sự xảy ra ở trong cái quá trình luyện tập của các chị em thôi. cho Nên là nếu như mà ai mà đi chung với các chị em suốt thì quá trình mình sẽ thấy rất là thương. Bởi vì là ai cũng rất là cố gắng, bởi vì ai cũng có cái ưu điểm và khuyết điểm của mình. Nhưng mà tất cả các chị em đều cố gắng để mà có thể uh, cải thiện những cái điều mà mình chưa tốt và và làm tốt hơn nữa những cái điều mình đã tốt rồi đó. cho nên là cái cái sự cố gắng của tất cả mọi người đều rất 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 là đáng trân trọng hôm nay xin phép là cho một tràng bó tay cho bản thân mình nữa ừ. <laughs> ừ. vì đã cố gắng một cái hành trình cũng cũng rất là dài thật ra thì Ngọc thì cảm thấy là bản thân Ngọc may mắn trong cái khoảng thời gian đó nữa là bởi vì suốt 6 tháng đầu năm thì Ngọc bị ế xô à, <laughs> hơn quá là có chương trình. Điều <laughs> không, không nói thiệt? Có chương trình này là một cái nơi mà mình có thể thay đổi được những cái gì mà từ trước đến giờ mọi người có thể thấy ở trên game show của Ngọc là em thường tham gia vận động nè hoặc là những cái tiết mục nó hơi hài hước một tí xíu nhưng mà tập trung vào để biểu diễn trên sân khấu thì rất là ít và chương trình này đã làm được cái điều đó dành cho bản thân Ngọc Thì hầu như là trọn vẹn 100% Cái quỹ thời gian của Ngọc là Ngọc đặt tâm vào cái chương trình này rất là nhiều Và cũng mong muốn là không có làm ảnh hưởng đến Các đồng đội của mình, các chị em mà đang đồng hành cùng với mình à, Huy nghĩ là tất cả các chị em đều rất là bận rộn với cái lịch trình của mình à, Và khi mà à, bản thân Huyền à, Với một cái lịch trình hiện tại thì cũng rất là dày đặc Vừa chăm sóc con cái, gia đình này và vừa uh, những công việc nghệ thuật cũng như là công việc kinh doanh của mình thì Huyền nghĩ là ở bất cứ một cái công việc nào thì mình cũng đều cần phải trọn vẹn cái tâm tư của mình 100% vào đó thì mới có thể một có một cái kết quả tốt được và thời gian qua thì Huyền cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà mình đã tìm lại được cái năng lượng cũng như là cái mong muốn uh, đối với nghệ thuật của mình Ừ, em cũng thắc mắc nha là mọi người có thể cân bằng như thế nào lại trong tất cả cái chuyện đó Tại vì như bản thân em thì độc thân thì mình không nói là Mình rất là khỏe là mình có thể đi làm rồi lo lo mình về với gia đình của mình Nhưng mà những chị mà vừa có gia đình rồi chăm sóc gia đình rồi công việc kinh doanh nữa Rồi làm sao mà làm đủ nhiều thứ như vậy một quỹ ừ. thời gian thì mình như nhau à, Bản thân Giờ Lâm Anh thì sẽ không cần thiết phải thay đổi thứ tự ưu tiên mà chỉ cần mỗi một công việc đối với mình mỗi một khía cạnh trong cuộc sống như con cái à, gia đình à, rồi công việc thì mình đều dành một trăm phần trăm cái sự tập trung của mình cho nó thì mọi thứ nó sẽ đều phải ổn thôi ừ, sẽ ok 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 <laughs> thực ra thì huyền thì cũng giống như là diệp tại vì là bọn mình cũng đã có gia đình cũng như là có con cái thế nên là khi mà tham gia những cái công việc nghệ thuật thì huyền nghĩ là sẽ phải san sẻ chia mình chia thời gian ra sao cho hợp lý ví dụ như là uh, việc uh, tham gia hoạt động cùng các chị em này rồi công việc kinh doanh cũng như là chăm sóc con cái thì huyền nghĩ so với độc thân thì huyền sẽ phải sắp xếp lại cái quỹ thời gian của mình một cách khéo léo nhất thì uh, cũng rất là may mắn cho huyền ừ. tại vì uh, gia đình cũng rất là ủng hộ mọi cái quyết định cũng như là uh, cái hoạt động nghệ thuật của huyền hiện tại uh, tuy nhiên thì cái này thì Huyền cũng chưa có uh, nói với ai, tại vì là thực ra uh, sau cái nhóm của chị em mình thì tại vì là cũng sẽ có một cái um, một điều nhỏ với ông xã nên là à. nên là mới tham gia là được cùng các chị em à. <laughs> và cái này là uh, sau đấy sẽ được bật mí là tại sao lý do là gì? Chị em cũng có đoán được sơ sơ đó. đó, mình cũng hơi, hơi đoán đoán <laughs> nói chung là anh rể cũng đã chịu cho chị cho chị em tham gia cũng cảm ơn anh rể rất là nhiều là tại vì tài năng của chị huyền thì còn rất là nhiều và mọi người cũng đang rất là yêu thương nên cũng mong muốn là sẽ thấy được cái hình ảnh của chị huyền baby rất là tỏa sáng ở trên sân khấu bản thân ba chị em mình là còn là còn độc thân và còn rất là rất là cái quỹ thời gian là dành cho bản thân mình rất là nhiều mà mình còn cảm thấy là ngộp thở với lịch trình với công việc thì làm sao cũng với lịch trình với công việc như vậy mà thậm chí còn nhiều hơn như vậy tại vì mọi người còn có thêm công việc kinh doanh mà Diệp với Cao Huyền có thể cân bằng được cái cuộc sống của mình như thế thì về sau khi nào mà mình cũng như thế mình sẽ về sang mình học hỏi không? Là yeah. bây giờ là thưởng cho hai chị mỗi người một vòng đúng thưởng nhé. <laughs> khi mà làm bất cứ một cái việc gì đó, nếu mà không có sự chú tâm đó, uh, thì chắc chắn là không có cái nào nó đi đến được cái thành quả tốt đẹp hết á nên cái việc mà đặt trọn vẹn một trăm phần trăm đó là sự thật hồi ngày nhỏ nha em có kể một cái này có nghĩa là mình cũng nửa vời lắm mình bước vào cái ngành điện ảnh này cái ngành giải trí này cũng là cái kiểu là bởi vì rất là thích được nổi tiếng thích được lên tivi nhưng mà khi mà mình thấy được con đường này nó không hề dễ dàng một chút nào hết Thì bắt đầu mình mới tập trung cái tâm trí của mình vào Và mình cũng có hỏi là mình có thật sự yêu thích cái nghề nghiệp này hay không Và đến một cái lứa tuổi nào đó thì mình mong muốn những cái điều gì Lúc đó em chỉ mới có 21 tuổi là em đã bắt đầu được biết đến với bộ phim đầu tiên nhưng mà chưa có một cái sự chuẩn bị nào hết cho cái hành trình sắp tới của mình. Mình hoang mang, rất là nhiều thứ trong cuộc sống này cho đến khi mà mình bắt đầu mình quay trở lại thà là mình bắt đầu từ con số 0 nhưng mà mình cảm thấy mình vững tin với tất cả những cái điều là kiến thức mình có nè cái sự chuẩn bị cho cuộc sống này những cái sự đối mặt đối với lại những cái cái vấn đề xảy ra đối với mình mình đã có mình có một cái áo giáp rất là tốt sẵn sàng cho cái chuyến hành trình tiếp theo của mình thì ngọc cảm thấy là không việc gì mà nếu mà mình không đặt tâm trí vào nó thì mà có thể có thể hoàn thành được bản thân huyền thì cũng sẽ không chia ra là mình sẽ làm cái việc nào tốt hơn việc nào tại vì huyền mong muốn là cái việc nào mình cũng sẽ có thể là làm tốt nhất có thể và Uh, Huyền nghĩ là ở hiện tại ở uh, thì hiện tại thì Huyền đã cân bằng được mọi thứ trong cuộc sống thì Huyền sẽ chăm sóc cả bên trong lẫn bên ngoài uh, với sức khỏe của mình Huyền sẽ ưu tiên những thực phẩm chứa 100% dinh dưỡng từ tự nhiên thời gian qua với lịch trình bận rộn như việc đi làm này rồi luyện tập rất là căng thẳng thì Huyền đã luôn sử dụng sữa đậu nành Family Green Soy không đường và uh, đây cũng chính là bí quyết của Huỳnh thời gian qua để giúp cho mình cải thiện được sức khỏe cũng như là uh, có một cái năng lượng tràn đầy khỏe đẹp. Hẹn chi dạo này mà thấy chị hả gọi là lịch trình nào cũng thấy hết rất là ra là, là chị sức cũng khỏe. sử dụng Fami Fami từ rất là lâu rồi ấy nhưng mà đợt này thì mới ra cái family không đường green soy không đường này thế nên là mình thấy rất là tốt tại vì là uh, nhiều khi mình uh, hơi lo lắng là mình sẽ nạp đường nhiều tuy nhiên family green soy không đường thì sẽ là một cái uh, lựa chọn lựa chọn rất là tuyệt nhất vời nhất. với tất cả mọi người. Bản thân trang thì cũng là một người khá là cầu toàn cho nên là nếu như mà để phải chọn rằng là mình đặt cái công việc gì quan trọng hơn rồi lúc nào mình sẽ ưu tiên cái gì hơn thì chắc là trang sẽ không làm được trang sẽ luôn luôn muốn tất cả mọi thứ đều phải chu toàn đều phải tốt cho nên như trang có chia sẻ lúc nãy thì cái cách để mà mình để mà mình có thể um, hoàn thành được rất là nhiều những cái mảnh ghép trong cuộc sống của mình những cái khía cạnh trong cuộc sống của mình đó là mình phải như em nói tập trung cao độ trọn vẹn một trăm không chỉ là uh, trong công việc đâu trong cuộc sống cũng như vậy trong một bài hát cũng như vậy trong một tiết mục cũng như vậy hoặc nhỏ hơn là trong một bữa ăn cũng nên như vậy tại vì uh, mọi người hay chẳng biết mọi người có hay nghe cái từ này không cái từ tránh niệm tức là bất kỳ khi mà mình làm cái việc gì thì mình thực sự mình để tâm vào nó thì mọi người sẽ thấy rằng là cái kết quả nó sẽ khác rất nhiều đôi khi mình trong cuộc sống mình hay sao nhãng mình làm việc này mình lại nghĩ tới việc kia thì thực ra là khi mà mình đang làm hai ba việc một lúc đi thì sẽ không việc nào được chu toàn hết cả tuy nhiên khi mà mình bẻ nhỏ nó ra uh, nếu như mà mình đang có một cái bài hát này hoặc một cái tiết mục này mình cần phải xong thì trong cái khoảng thời gian đó mình chỉ dành hết tâm trí cho cái việc đó thôi thì chắc chắn là việc đó nếu như mà không được một trăm thì cũng phải được chín mươi chín phần trăm nhưng mà Ờ uh, trải qua nhiều nhiều những cái biến cố trong cuộc sống đi chăng lại càng cảm thấy cái điều đó đúng à, sự tập trung sự tập trung và cái việc mà chu toàn vào một công việc một cái khía cạnh nào đấy là điều không thể thiếu để mình có thể đạt được tới cái thành công của mình nếu như mà cái gì mình cũng chỉ thỏa hiệp với việc là thôi lần này là được rồi thì có lẽ là sẽ không có khía cạnh nào của mình mà mình sẽ cảm thấy là sau khi nhìn lại một quãng thời gian nhìn lại mình cảm thấy tự hào về nó chẳng hạn thì trang nghĩa các chị em ngồi đây cũng như vậy nguyên được cái hành trình của các chị em từ sự nghiệp cho tới gia đình hay là công việc khi mà mình đã toàn tâm toàn ý với nó chọn vẹn một phần trăm với nó thì 5 năm sau 10 năm sau mình nhìn lại mình sẽ đều thấy rằng là tự hào về bản thân khi mà mình đã làm được cái điều đó mình nghĩ là cái mà mình được nó sẽ nhiều hơn Thực ra là Huyền cũng không nghĩ là mình đã bị mất một cái gì đó Tuy nhiên thì trong cái quá trình mình uh, tham gia chị đẹp đạp gió dễ sóng Thì mình sẽ cần phải cân bằng lại thôi Chứ mọi thứ thì cũng không thể lấy đi của mình bất cứ một cái điều gì cả Và cái điều mà Huyền được nhiều nhất đó chính là tình yêu thương của tất cả quý vị khán giả Và hơn nữa đã được gặp tất cả các chị em ở đây uh, Để mà chúng mình có được một cái uh, nhóm nhạc À, sắp tới. Nếu mà hỏi mình bỏ đi cái gì thì thật ra mình cũng cảm thấy là mình không có bỏ hay là bỏ sót cái gì. Nhưng mà đúng thật giống như chị Huyền nói là mình đã có được thêm rất là nhiều và cái đặc biệt nhất là mình tin chắc là sau này khi mà mình nhìn lại trong suốt một cái hành trình Ờ, trong cuộc sống trong sự nghiệp của mình đó mình đã có một cái cột mốc cũng rất là đáng nhớ đó là chị đẹp đập gió để sống và nhóm nhạc Luna của mình là điều đó làm cho mình cảm thấy rất là rất là hạnh phúc và rất là hãnh diện nhưng mà cũng có hao tổn sức khỏe một tí chứ không phải là không mọi người tại vì trong cái thời gian mà làm chương trình đó, thời gian nó là gấp rút thì tất cả các chị em có những cái công là phải diễn hai bài đến ba bài thì mọi người phải ở đó rất là sáng đêm thì đây là những cái nhân vật à. mà đã phải dành hết cái sức lực của mình trong cái khoảng thời gian đó và các chị đã phải mất ngủ luôn cái này là cái chia sẻ rất là thật tình là à, mọi người mất ngủ để dành cái thời gian dành cái tâm trí của mình vào cái tiết mục đó nên ngọc cũng rất là vui là bởi vì một phần nào đó đã giúp những cái tiết mục này đem đến gần hơn đối với lại quý vị khán giả và cũng nhân dịp hôm nay thì cảm ơn các chị rất là nhiều bởi vì đã hy sinh rất là nhiều cái khoảng thời gian của mình và đã dành trọn vẹn hết cho những gì mà mình đang lựa chọn Tại tự nhiên thì Ngọc dùng MC đó ta. Không, ta Phải cảm ơn cả em nữa chứ em cũng cố gắng mà Tại vì em em hiểu nhưng mà tại vì mọi người đó là không 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 có mong muốn là chia sẻ những cái điều đó Nhưng mà bởi vì Ngọc là người thấy và thấy rất là rõ Và mỗi một đêm uh, các chị thức đến 4-5 giờ sáng để mà lo là phải nhạc cho xong đi để các chị em có thể thu cho kịp rồi xong rồi biên đạo cũng dựng bài cho kịp. Còn tụi Ngọc với nha ừ. thì rất là bình thường, được đi ngủ sớm, không. rồi chỉ có đến khi mà đi hãng lên quay thôi. thôi, đó rồi đi quay thôi thì mình mới cảm thấy là à lúc đó thì mình mới phải dành thời gian nhiều hơn nhưng mà không có những lúc mà đi quay thằng. đi quay những cái shot mà rất là đẹp mà mọi người thấy trên lens á là thực ra là các chị em thì sẽ đi ngủ sớm còn cuối cùng là Ngọc sẽ là người mà năm giờ thì chỉ sáng. Chỉ có hy sinh người... lúc đó được thôi đúng chuyên môn, dạ đúng rồi, luôn luôn về muộn nhất đúng không? Ngọc ừ. lúc nào cũng phải đợi các chị em quay xong hết, xong bắt đầu chỉ đạo đạo diễn, <laughs> cũng lo về hình ảnh cho các chị nhiều. Nhưng mà đó là tại vì công việc của mình thôi thì mình hiểu đó. Thì nói chung là ai cũng đã có những cái khoảng thời gian rất là hao tốn cho cái sức khỏe của mình là có chứ không phải là không. Nhưng mà đến sau đó thì mình lại bồi bổ, mình luyện tập lại rất là nhiều. À, đối với trang thì có lẽ khi nhắc về hai từ khỏe đẹp thì điều đầu tiên trang nghĩ tới đó là dinh dưỡng người ta có câu là you are what you eat thì trang rất tâm niệm với câu nói đó vì vậy mà đối với trang thì trang sẽ luôn luôn ưu tiên những cái thực phẩm có nguồn gốc 100% từ tự nhiên và gần đây thì Trang có tìm được một sản phẩm mà làm cho Trang cảm thấy rất an tâm khi sử dụng đó chính là sữa đậu nành Family Green Soy rất ít đường. Trong những cái khoảng thời gian mà mình phải đi tập luyện và với những cái lịch trình rất là bận rộn thì để có một cái sản phẩm vừa tiện dụng vừa healthy mà lại vừa đủ dinh dưỡng thì rất là khó. Nhưng mà sữa đậu nành Family Green Soy rất ít đường lại đảm bảo được tất cả những yếu tố đó. Đây là một sản phẩm must have trong túi của Trang. À, mọi người tưởng tượng những buổi sáng mà khi mà không kịp ăn sáng đi thì mình chỉ cần uống một uh, hộp sữa Uh, đậu nành family green soy thôi thì đã cảm giác là đã có rất là đầy đủ dinh dưỡng uh, cho cái bữa sáng của mình hoặc là những cái buổi xế chiều khi mà mình uh, uh, giữa cái bữa trưa với cả bữa tối mà mình có những cái buổi tập thì uh, cũng là một cái thời điểm rất là thích hợp để sử dụng và đối với trang thì trang um, rất là lúc nào cũng sợ mình sẽ mất năng lượng lúc nào cũng phải có đồ ăn đồ uống ở bên cạnh thì đây là cách mà Trang có thể giữ được cho mình một cái thân hình khỏe đẹp và một cái sức khỏe dồi dào để có thể đảm bảo được cái lịch trình cùng với cả tất cả các chị em. Thật ra là chị là một người kiểu hoạt động rất nhiều ấy. Hoạt động nhiều lắm. Đến lúc nào mình cũng cảm thấy là mình cần phải bổ sung nhiều năng lượng á nên là từ cái tức là chị tôi cũng giống bà ấy, là cũng uống sữa đậu nành mà không đường này này thì từ ngày mà có không đường ấy là chuẩn luôn bởi vì mình á khi mà mình nạp đường mình lại sợ là mình bị lên cân hoặc là mình bị thượng dư đường và mình lại luôn luôn phải giữ dáng cơ để lúc nào xuất hiện cũng phải đẹp nên là khi mà có family green soy không đường này là lúc nào mình cũng phải có ở trên xe này xong ở trong túi ấy. khi nào mà mình bắt đầu mình cảm thấy đói này mình kiểu muốn bổ sung năng lượng ấy, thì mẹ ngay lập tức mình uống ngay một hộp thì là mình có thể hoạt động được bình thường luôn ừ. nhất là trong những cái lúc mà mình đang phải đẹp ừ. Ừ. nhưng mà nãy giờ chị uống hai hộp rồi đấy <laughs> <laughs> nãy giờ ngồi công không cũng uống hai hộp rồi hai hộp, <laughs> hai hộp, <laughs> hai hộp rồi đó Mà cái vị mà mình là làm À, thật ra thì uh, ngọc cũng giống như chị trang hay là chị diệp thì uh, luôn luôn quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng nhưng có thêm một cái điều nữa mà ngọc cũng rất là quan tâm đó chính là cái uh, quản lý cái năng lượng của mình mình luôn luôn hướng về những điều tích cực nhất nè rồi luôn luôn hướng về những điều mà nó uh, dễ dàng và thoải mái nhất để cho trong cái tâm trí của mình lúc nào cũng bình yên thì chắc chắn là mình lúc nào cũng sẽ uh, nhiều năng lượng và trẻ đẹp hơn rất là nhiều so với lại lứa tuổi của mình chẳng hạn trộm gì á <laughs> dạ <cười> đó thì nên mọi người cứ hay đùa là hả tại sao ngọc nó rất là nhiều năng lượng như vậy thì thật ra là một phần tụi em thì em bản thân em thì cũng có sử dụng sữa đậu lạnh family green À, rồi một phần nữa mình cũng rất là yêu thích những cái sản phẩm mà một trăm phần trăm từ tự nhiên nên thành ra đối với em là cái việc mà mình là nghệ sĩ thì mình luôn luôn phải chú tâm đến cái vấn đề là sức khỏe của mình trước nhất nè cái thứ hai đó là cái hình dáng ở bên ngoài và gương mặt của mình nên thành ra là rất là trọng ví là các chị em ngày hôm nay khi mà xuất hiện trước mặt tất cả mọi người đều luôn rất là rạng rỡ rất là tự tin và nụ cười rất là tươi nên cảm ơn mọi người bởi vì một phần nữa đó là cái sự yêu thương mà mọi người dành trao đến cho các chị em ở đây mình đừng có nghĩ nó là chữ hy sinh thì nó sẽ không có quá nặng đề tại vì cứ nghe đến chữ hy sinh thì nó là một cái gì đó nó rất là mất mát nha dạ nó, nó rất là buồn ấy ờ, nhưng mà đối với em ấy lộn đối với ngọc đó, ở trong cái cuộc sống này nó không có ai là không có cái sự hy sinh đó hết nhưng đổi lại mình được gì trong cái việc mình làm Vậy thôi Nếu mà hy sinh ừ. Mẹ còn đổi lại nữa Thì đâu phải hy sinh à, Có nghĩa là Con... Có nghĩa là hy sinh Vì Vào cái những cái điều đấy. đó Nhưng mà mình cảm thấy Mình rất là vui vẻ khi những cái lựa chọn Thực ra Thực ra thì Trang nghĩ là Cái từ uh, hy sinh Có thể là nó sẽ uh, Đối với người phụ nữ hiện đại Nó sẽ khác Nó sẽ không phải là Cái sự uh, hy sinh Mà mọi người vẫn hay định nghĩa Ngày xưa nữa Đối với Trang Thì người phụ nữ hiện đại Thì có lẽ là sẽ Không cần phải Hy sinh lược bớt một cái khía cạnh nào đâu và lẽ người phụ nữ hiện đại sẽ chọn hết thì thế nên là cái quan niệm mà bây giờ phụ nữ là phải hy sinh không có bây giờ là ai cũng phải hy sinh hy sinh vì những cái tốt đẹp kể cả phụ nữ kể cả đàn ông còn nếu như mình quan niệm là là giới phụ nữ là phụ nữ mới phải hy sinh còn đàn ông không phải hy sinh á quên đi <laughs> nói chung là quên cái gì thì quên nhưng mà mình không thể nào quên đi bản thân của mình đôi khi là mình cũng sẽ tự hỏi là ngày hôm đó mình bản thân mình có được khỏe hay không rồi có vui vẻ hay không hoặc là ăn đủ bữa đủ chất chưa bởi vì như mọi người cũng biết rồi đó là khi mà mình vừa có thể ổn về sức khỏe bên trong này cơ thể của mình và tâm trí của mình thì khi mà mình làm bất cứ điều gì cũng có thể hoàn thành một cách tốt nhất hết và trọn vẹn nhất à này rồi chúng ta làm một khoảng khắc một cho game khoảng hơn lần đầu tiên một hai ba đồng thanh nhé nho một hai ba nho <laughs> chính là trái nho cho trên cành <laughs> <laughs> ai hái ăn đi nào đây để, hái để ăn chị đâu. hái <laughs> dạ là em đấy bé nho đến nho nên là bàn nữ diễn đầu tiên của em trong chương trình. Úi giời không? ơi. Khó nè. À. Một à. là khó đi. À, dạ, một khó, khó đi. À, à. à. một, một hai ba luôn. Một, một, hai, ba. Cú. Cú là chữ cún đó hả? Hai hai đúng, hả? Đúng, thôi. đúng rồi đấy. Ôi thế mà cũng Em không ra nhận ra, à. ra luôn. Không biết là ai luôn. Đó thôi. Ê, cái tóc nhở? Song phi này là chị. Có chị ấy thôi. Ê. Nhưng mà nếu như mà ví dụ mà phải bốc một người để lên hoang đảo chung á

Ê, em đừng cái tướng khó không, không, Em không, tại vì chị em mình xem đi Đâu, xem lại mấy bao nhiêu lần mình rồi à? nhấc cái chân lên thật sự Đó là, cái này á một... mọi người chỉ nên đưa một cái à, tên nhỏ, nhỏ thôi. thôi còn này còn hai à, vào nhỏ đây, nhỏ đây nhỏ nữa mình đúng, mình với cái hả? tên hai ba huyền baby mèo Trời ơi, tắm này cưng quá à. Mèo 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 Ê, ờ, nhìn ờ, này ai bảo ra. bà có hai em bé trời ừ. Nhìn mà như cấp 2 không Ồ, được cấp 3 Thật sự luôn á Tại vì luôn á Thì tại vì là cái này đang hóa trang thành học sinh cấp 1 à, là chỉ đấy. <cười> đấy, đấy, <cười> Bà chỉ đáng không Đấy bà Đấy là Chứng tỏ là tôi 8 tuổi <cười> <cười> Giờ này mà còn hóa trang được học sinh thì tôi cũng được <laughs> rồi đấy Cũng là đấy ừ. Ai? Đố mà ai đây? Ai? Ủa bị lắm nhau Chị còn ai vào đây nữa? <laughs> cô gái bị <laughs> cô gái bị, <laughs> chăn <cuốn cổ. cười> bị chăn cuốn cổ, bị chăn cuốn cổ đây lúc này là trước một phút trước thảm họa. <laughs> <laughs> nó cuốn nữa nó cuốn bà là, là, là đây. Có một, như một, như hai ba, trời ơi cánh này thì như nào? 3 No đây là bé đỏ đây là bé chim, không phải bé nhỏ đây chim, là bé đỏ ở trên cành. trời khó nữa luôn á khó quá. ba Diệp Nam Anh mình nói luôn Ủa, em rau đỏ được nữa. Chung kết ạ. À? Chung là... kết luôn, chung kết. Được. Ôi, Ôi giời ơi. ơi. <laughs> Còn ai mà với cây đàn piano nữa? Dòng solo nè. Trời ơi, người thuộc đúng là thuộc từng chi tiết của chương trình luôn Tại đó. Vì không... coi rất là nhiều Ủa. quá. Yeah. Rồi. Hai và bí mật huyền. Bé tóc xanh nha, bé ngoài bé tóc, xanh, tóc xanh. Bé tóc xanh, tóc xanh nha. Ừ. Lúc nãy là học cấp 1, bây giờ là học ừ, cấp 2 Rồi, solo cô bé Đúng này thì chỉ có một người thôi Đúng vậy, dâu nhà mình nhá Túc Hồng <laughs> <thì đúng> Không, không, <laughs> không, không chạy đi đâu Cảm ơn các khán giả đã theo dõi Here to hear cùng với các chị em tụi mình Rất là mong là mọi người hãy luôn giữ gìn sức khỏe để cân bằng cuộc sống Và nhớ là hãy luôn theo dõi và ủng hộ cho Luna tụi mình nha Yeah thật sự là ngày hôm nay rất là vui bởi vì uh, lâu lắm rồi thì mình mới có cơ hội để mà chia sẻ về sức khỏe này, rồi cách cân bằng lại cuộc sống của mình như ngày hôm nay thì hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng áp dụng tất cả những điều mà mình đã chia sẻ để cho cái chuyến hành trình tiếp theo của mình ngày càng tốt hơn còn bản thân từ lâm anh thì biết rằng là sắp tới mình cũng sẽ có rất là nhiều cái thử thách nhưng mà tin là mỗi chị em ở đây đều có một cái bí quyết riêng để mình có thể sống trọn vẹn 100% và để mình có thể hoàn thành được cái dự án sắp tới của Lunas một cách tuyệt vời nhất. Dù vận rộn như thế nào đi chăng nữa thì các chị em cũng cố gắng là khỏe đẹp trăm phần và tự tin tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Huyền cũng như tất cả các chị em ở đây thì cũng sẽ dành chọn 100% tâm huyết để đem đến những dự định cá nhân tuyệt vời đến với tất cả quý vị khán giả. Trời ơi, mấy chị em đã dễ thương <laughs> Tất cả các chị em chúng mình ngồi đây cũng như tất cả các bạn ngoài kia Trang mong rằng là chúng ta dù có ở độ tuổi nào đi chăng nữa Thì cũng luôn luôn làm hết sức, chơi hết mình Để có thể sống một cách trọn vẹn, tràn đầy và cân bằng nhất có thể nhé cho tới thời điểm hiện tại thì có lẽ mọi người đã biết về dự án Lunas của tất cả các chị em rồi và mong rằng tất cả mọi người hãy cùng dõi theo và ủng hộ cho Lunas chúng mình nhé. Cảm <laughs> ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.